phản ứng quay Philip. À, phản ứng quay Philip là gì? Là ta lấy cái kháng nguyên của cái con vi khuẩn Rhodius vulgaris nãy anh nói làm kháng nguyên. Rồi. Và cái kháng thể là gì? Là có trong huyết thanh của bệnh nhân, lấy máu bệnh nhân ha. À, người ta thử. Thì ta làm hai lần. Lần một là vào cuối tuần thứ nhất. Tại sao phải cuối tuần thứ nhất? Bởi vì muốn có kháng thể thì phải sau một tuần cơ thể mới tạo ra miễn dịch mới có kháng thể. Cho nên nếu mà làm quá sớm thì nó chưa có kháng thể nên không có ý nghĩa. Nên người ta phải chọn là làm sau tuần thứ nhất. Đó là lý do là thứ nhất là làm sau 7 ngày. Rồi lần thứ hai là sau tuần thứ ba, có nghĩa là phải ngưng một tuần. Người ta làm lại lần thứ hai. Đó. Rồi. Sau đó người ta sẽ đo hiệu giá hai lần. Nếu mà hiệu giá lần 2 mà cao hơn so với lần 1 gấp 4 lần thì có ý nghĩa là gì? Là kháng thể bệnh nhân đang càng ngày càng tăng cao. Vậy thì chứng tỏ bệnh nhân đang bị nhiễm con sốt mò này. Tuy nhiên cái phản ứng này từ khi mà ta nghiên cứu, ta đánh giá thì giá trị chẩn đoán nó không có cao. Bởi vì phản ứng này nó không thể cho dương tính giả trong những bệnh khác. Ví dụ như bệnh thương hàn làm phản ứng Bayfit nó cũng dương. Bệnh nhiễm Leptospira làm phản ứng Bayfit nó cũng cho dương. Vậy thì ý nghĩa của nó chẩn đoán xác định không cao. Đó là lý do cái phản ứng này giá trị nó không cao. Được chưa? Đó là đầu tiên nó quay Felix rồi ha. Mình hiểu nó rồi ha. Có gì không hiểu thì nhớ mở loa lên nói nha. Tiếp theo là dùng test nhanh. Test nhanh tìm IgM, IgG. Phản ứng ELISA, IgM, IgG. Thì cũng đã được triển khai rồi. Nhưng mà chưa có một cái nghiên cứu nào để lượng giá được cái độ nhạy, độ đặc hiệu của test nhanh này. Cho nên cũng chưa biết là giá trị của nó tới đâu. Rồi. Tiếp theo đó là phản ứng huyết thanh thứ ba, đó là phản ứng kháng thể hình quang gián tiếp. Phản ứng kháng thể hình quang gián tiếp. Thì cái này nó được phát triển ở Nhật Bản á, Nhật Bản. Là người ta dùng kháng nguyên của ba cái chủng cổ điển á, ba chủng cổ điển ha. Đó là CAP nè, Siliam với Kaito nè. Ba cái chủng cổ điển, ba chủng cổ điển. Người ta lấy kháng nguyên của ba cái chủng này để mà người ta lấy máu bệnh nhân, thì trong máu bệnh nhân có kháng thể ha. Người ta cho kết hợp nó phản ứng và người ta đã đánh giá độ nhạy, độ đặc hiệu nó khá là cao. Tuy nhiên có một cái hạn chế, đó là gì? Thì cái con thuốc mò này, con Rickettsia này nó có nhiều loại kháng nguyên tùy theo vùng dịch tễ. Mình đâu có biết vùng dịch tễ Việt Nam mình có phải là ba cái con cổ điển này đâu. Đó là cái nhược điểm của nó. Ở Nhật á, thì xài cái phản ứng miễn dịch hình quang gián tiếp này là ngon này. Bởi vì ta biết là ta đang sử dụng cái kháng nguyên cổ điển của nước Nhật. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì kháng nguyên của cái con Rickettsia mình có biết đâu, phải chưa chắc là giống của ba con cổ điển này thì sao. Cho nên vẫn còn cái nhược điểm của nó là tùy theo vùng dịch tễ. Thứ hai là chưa có nghiên cứu nào ở Việt Nam mình xác định cái ngưỡng cắt cái hiệu giá kháng thể bao nhiêu là tốt ở Việt Nam, đúng không? Đâu có cái ngưỡng nào, mình phải làm nghiên cứu mình mới biết được ở Việt Nam dương bao nhiêu thì gọi là có giá trị chẩn đoán cao. Còn ở Nhật thì người ta nghiên cứu ở Nhật thôi. Cho nên là nếu mà xét nghiệm này thì xài ở Nhật thì tốt, nhưng mà xài ở Việt Nam thì còn đặt nhiều câu hỏi. Mặc dù vậy thì hiện tại Tổ chức Thế giới vẫn xem cái xét nghiệm phản ứng miễn dịch hình quang gián tiếp này là xét nghiệm chuẩn. Xét nghiệm chuẩn, nhưng mà rất là khó về kỹ thuật cũng như là đắt tiền. Hiện tại thì xét nghiệm này cũng ở Việt Nam mình cũng chưa được áp dụng. Chưa được áp dụng cách rộng rãi được. Đó là cái nhược điểm của nó. Các bạn thấy ha, phản ứng huyết thanh thì ba cái nói ra là có, nhưng mà đều đối với mình thì giá trị của nó chưa được đánh giá cao. Đó là xét nghiệm về đặc hiệu ha, về huyết thanh ha. Tiếp theo, vậy thì giờ tôi làm xét nghiệm khác thì sao? Thì người ta cũng ngày bắt đầu ta làm tới phương pháp là PCR. Phương pháp sinh học phân tử để mà nhân cái đoạn ADN, RNA của nó lên. Coi phương pháp này độ nhạy, độ đặc hiệu nó có ngon hay không. Thì người ta lấy bệnh phẩm là từ đâu? Là từ cái vết loét của da nè, hoặc là từ máu bệnh nhân nè, hoặc là từ những cái hạch lympho mà nghi bệnh nhân bị nhiễm bệnh sốt mò. Rồi sau đó người ta sẽ phát hiện cái các gen đích của cái con Oriens Suzukamushi này. Người ta đo độ đặc hiệu
À, thì ta thấy độ hiệu đúng khá là cao, nhưng mà độ nhạy của nó thì lại không ngon. Có nghĩa độ nhạy là độ phát hiện bệnh đó, và nó thay đổi từ 37 đến 52% tùy vào cái bệnh phẩm. À, ví dụ như người ta vết loét á, thì nó nhạy hơn so với máu. Vậy thì cái độ nhạy, độ phát hiện bệnh của phương pháp PCR nó gần gần 50% thôi. Bạn thấy không? Dĩ nhiên nó phát hiện ra là độ nhạy đặc hiệu nó cao rồi, thì nó khẳng định là chắc chắn bị. Nhưng mà còn 50% không phát hiện ra âm tính thì đâu đâu có loại trừ được bệnh nhân bị sút mò. Đó là cái giá trị của PCR đó, là cái độ độ nhạy nó còn thấp quá, độ nhạy nó còn thấp quá. À, cho nên ta chưa xem cái PCR này là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán mình sút mò được. Nếu nó dương thì nó bị sút mò là ok, nhưng mà nếu nó âm thì không có ý nghĩa loại trừ, bởi vì nó có 50% phát hiện thôi à, 37 đến 52% mà. Đó, các bạn hiểu cái PCR chưa? Đó. Chứ không phải là nghe PCR là ngon nha. PCR tùy theo bệnh và tùy theo cái bệnh phẩm là gì. Đó. Chứ không phải PCR nào mà độ đặc hiệu, độ nhạy nó cũng lên tới 90% đâu. Nhớ nghe. Đó, PCR đối với sút mò độ nhạy của nó rất là thấp, 37 đến 52% thôi. Rồi, có ai thắc mắc gì hả? Mắt thì tắt nữa nha. Đó, thì đó là xét nghiệm mình thấy ha. Xét nghiệm bệnh sút mò mà xét nghiệm đặc hiệu chẩn đoán bệnh thì hiện tại về huyết thanh chẩn đoán cũng ngon, PCR cũng chưa được đánh giá cao. Đó, để mình biết. À, mình biết. Rồi. Vậy làm phương pháp khác có không? Phương pháp tiếp theo đó là phân lập mầm bệnh. À, phân lập mầm bệnh. Đó là cái gì? Là lấy máu bệnh nhân vào thời kỳ khởi phát. Thời kỳ mà đang đang khởi phát bệnh á. Rồi sau đó tiêm vào phúc mạc chuột à, để cho nó phát triển lên à. Rồi chúng ta theo dõi trong 3 tuần. Rồi sau đó chuột mà nó mắc bệnh rồi nó chết, trong vòng 10-14 ngày thì chúng ta mổ sát chuột. Chúng ta phải lấy bệnh phẩm là dịch ổ bụng nè, mô gan lách hạch, rồi chúng ta nhuộm trên sàn ta soi tìm mầm bệnh. Thì dĩ nhiên phương pháp này là ngon, nhưng mà bạn thấy ha, từ cái thời kỳ khởi phát lấy máu xong nuôi 14 ngày, tiêm trong 3 tuần rồi chờ cho nó nhiễm bệnh rồi nó chết, thì bản chất bệnh nhân của mình cũng chết theo luôn rồi. Vậy rõ ràng cái phương pháp phân lập mầm bệnh này không dùng để chẩn đoán bệnh mà dùng để nghiên cứu thôi. À, vậy rõ ràng những cái phương pháp chẩn đoán đặc hiệu bệnh sút mò hiện tại vẫn còn chưa có đi tới nơi. À, vẫn còn là một cái câu hỏi bỏ ngỏ vì giá trị nó chưa có cao. Và chính vì lý do này cho nên các bạn đi thực tập lâm sàng ở nhiệt đới, các bạn sẽ thấy hiện tại ở bệnh viện nhiệt đới chưa có xét nghiệm đặc hiệu để mà khẳng định bệnh nhân có chắc chắn bị sút mò hay không. Đó. Đó là về lý thuyết dạy cho các bạn, để các bạn biết là lý do tại sao khi đi lâm sàng các bạn thấy ủa sao không có làm PCR anh, à, sao không có làm phản ứng miễn dịch hình quang anh, à, bởi vì mình thấy cái giá trị của nó chưa được đánh giá cao, hiểu không? Cho nên bệnh viện người ta không có đầu tư vô à, đó là lý do. Vậy thì sẽ có câu hỏi đặt ra, vậy giờ làm sao chẩn đoán bệnh sút mò đây? Đó, câu hỏi tiếp theo của mình là làm sao chẩn đoán bệnh sút mò. Đó. Vậy thì hiện tại à, mình tóm lại ha, mình tóm lại chẩn đoán sút mò, nếu mà về lý thuyết á, nếu mà về lý thuyết á, à, nếu mà về lý thuyết thì mình sẽ có là gì, dịch tễ nè, lâm sàng nè, và xét nghiệm. À, dịch tễ, lâm sàng và xét nghiệm à, giống như ôn lại ha, tóm lại cho các bạn nhớ cái này lại. À, dịch tễ là gì? Là làm vô rừng lấy gỗ nè, làm vườn làm ruộng ha, đó. Liên quan tới bụi rậm, đó là yếu tố cực kỳ quan trọng ha, bụi rậm. Lâm sàng là gì? À, mình có nhớ bốn đặc điểm của lâm sàng là có sốt nè, sốt kéo dài, có vết loét nè, rồi có nổi hạch nè, có phát ban nè, ở bốn đặc điểm lâm sàng. À, và dĩ nhiên cái mà sốt với cái vết loét là cực kỳ quan trọng à. Còn cận lâm sàng thì nhân như nói rồi, giá trị nó không cao như là huyết thanh chẩn đoán, sút mò hoặc là PCR. Vậy thì bây giờ làm sao để chẩn đoán đây? À, thì hiện tại ở nhiệt đới muốn chẩn đoán bệnh sút mò thì các bạn có dựa vào lâm sàng, dựa vào xét nghiệm, à, dựa vào dịch tễ, dựa vào lâm sàng. Và cận lâm sàng là gì? Cận lâm sàng đó là những xét nghiệm để loại trừ bệnh khác. Bạn loại trừ bệnh nào mà bạn có chẩn đoán phân biệt, bạn loại trừ. Sau đó bạn sẽ loại hết những cái bệnh mà bạn nghi ngờ rồi, thì bạn theo dõi đó là bệnh sút mò và bạn sẽ điều trị thử theo giống như sút mò.
Đó là ở nhiệt đới hiện tại người ta đang sử dụng phương pháp như vậy. Vậy thì chẩn đoán phân biệt với bệnh nào? Đó, những bệnh nào nên phân biệt? Thì đây là có một vài bệnh mà chúng ta cần phải phân biệt. Thì anh sẽ nói sơ sơ một vài đặc điểm lý do tại sao chúng ta cần phải phân biệt với những bệnh này. Đầu tiên là bệnh sốt rét. Lý do tại sao phân biệt với bệnh sốt rét? Bạn có biết không? Mặc dù bạn chưa chưa học nhưng mà bạn có đoán thử là lý do tại sao sốt mò phải phân biệt với sốt rét không? Có ai đoán ra được không? Alo. Rồi, đuối rồi hả bạn? Em nghĩ là có yếu tố sốt với lại cái yếu tố chung của dịch tễ với sốt mò. Chính xác, quá giỏi, quá giỏi. Đúng rồi đó, chưa học bài sốt rét mà biết luôn rồi. À, bởi vì sốt rét, yếu tố dịch tễ của sốt rét gần gần giống với dịch tễ của sốt mò. Đó, chính vì cái yếu tố đó cho nên người ta hay phân biệt sốt mò với sốt rét là như vậy. Nhớ ha, cảm ơn bạn, trả lời quá giỏi. Đó là yếu tố dịch tễ đó mấy bạn. Đó. Rồi, tại sao phải phân biệt với thương hàn? Mặc dù bạn chưa học bài thương hàn. Thôi chắc nên nói, chứ thương hàn chưa học thì chắc chưa có ấn tượng lắm đâu. À, thương hàn với sốt mò nó giống nhau, đặc điểm là gì? Đó là tính chất sốt các bạn à. Nó sốt cao liên tục, nó sốt liên tục y chang. À, và vẽ biểu hiện cái vẻ mặt vẻ thương hàn, vẻ đờ đẫn, môi khô lưỡi dơ đờ đẫn thì cái thằng sốt mò nó cũng y chang như vậy. Cho nên hai cái này sốt mò thương hàn là giống cái đặc điểm sốt với cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân là đờ đẫn, cái vẻ nhiễm trùng á, vẻ nhiễm trùng nhiễm độc á. Đó là hai này giống nhau. Và hồi nãy có nói trong cái thể sốt mò đôi khi có biến chứng về rối loạn tiêu hóa thì thương hàn nó cũng có bị triệu chứng về đường tiêu hóa. Đó là lý do mà hai bệnh này cần phải phân biệt. Đó. Dạ ha. Cho nên là phải dựa vào đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân cụ thể các bạn nha. Nó giống cái nào thì phân biệt với cái đó nha, chứ không phải đưa nguyên cái bài lý thuyết này vô phân biệt nha. Rồi. Tại sao phân biệt với lepto nè? Có ai biết không? Chắc Leptospira này lạ quá, không biết rồi. À, thật sự Leptospira này đó là nhiễm xoắn khuẩn mà nó lây truyền á, nó lây truyền. Thật sự con Lepto này nó cũng gây bệnh ở chuột. À, là à, khi con chuột nhiễm bệnh á, nó sẽ tiểu và trong nước tiểu con chuột nó sẽ có con xoắn trùng Lepto. Mà tiểu thì con chuột nó thường đi uống nước rồi nó tiểu ở những cái vùng nước đọng. À, và khi mà bệnh nhân hoặc là đi làm á, à, cái mà tiếp xúc với những cái vùng nước đọng thì mình sẽ thấy những người nào mà đi chân không mà tiếp xúc với vùng nước đọng thường là nông dân đúng không, hoặc là những người nạo vét cống rãnh đó mình thấy à. Vậy thì cái yếu tố dịch tễ của thằng lepto với thằng sốt mò nó cũng nhiều khi nó cũng có sự liên kết xem với nhau, đó là những người làm về làm nông làm ruộng nè, hay đi chân không nè, lội nước nè đó, hoặc là những người nạo vét cống rãnh đó thì đó, nạo vét kênh rạch gì đó thì đó là yếu tố dịch tễ nó na ná, cho nên hai cái bệnh này nó sẽ dễ giống giống nhau và yếu tố dịch tễ luôn. À. Rồi, sốt xuất huyết đen. Tại sao phải phân biệt với sốt xuất huyết đen nè? Sốt xuất huyết đen bệnh cấp tính mà, tại sao phải phân biệt nè? Đố ai biết? Ở giai đoạn đầu nó cũng có sốt cao đột ngột với lại biểu hiện nhiễm siêu vi. Gì nữa? Với cái kết quả cận lâm sàng em thấy là có hai cái công thức máu với lại men gan nó cũng khá giống với sốt huyết. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Cái mà bị lừa nhiều nhất á, đó chính là cái công thức máu đó mấy bạn. À, bà gặp hoài luôn á, gặp hoài luôn á. Bởi vì sao? Ví dụ như bệnh nhân là ở thành phố Hồ Chí Minh đi, bệnh nhân đi du lịch, bệnh nhân đi leo núi ở đâu Tây Ninh đi, xong về cái tuần sau bệnh nhân mới sốt lên. À, mà bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh mà không đâu có hỏi ra được là dịch tễ đi Tây Ninh đâu. Thế là mới sốt 2 3 bữa cái bắt đầu xét nghiệm máu ra, bạch cầu không tăng, tiểu cầu giảm. Mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn chẩn đoán hàng đầu tiên là cái gì? Chắc chắn là phải sốt xuất huyết rồi. Đó là lý do mà bị chẩn đoán nhầm á. Đó, nhớ ha. Đó là lý do phân biệt sốt xuất huyết là vậy đó. Là dành cho những trường hợp cấp tính mà xét nghiệm máu na ná sốt xuất huyết. Thế là người ta chẩn đoán sốt xuất huyết. À, nhớ cảnh giác, thấy không? À, sốt xuất huyết mà trị hoài không hết, tới ngày mười mấy rồi mà vẫn còn sốt. Đó, cái bối cảnh nó sẽ như vậy đó. Đó là mình sẽ gặp bối cảnh là bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết ở tuyến trước. Xong cái tới ngày 10, ngày 11 vẫn còn sốt, sợ quá chuyển vô nhiệt đới. À mà cuối cùng điều tra dịch tễ ra sốt mò. À nhớ ha, cho nên đó là lý do phân biệt với sốt xuất huyết. Rồi, hoặc là nhiễm các chủng riết cái da khác, đó là cái chủng mà
sốt do chuột á, sốt phát ban do chuột á, đó là cái con Rickettsia typhi á, mà ở Việt Nam mình cũng thỉnh thoảng cũng gặp đó, là cái con đó thôi. Thì con đó triệu chứng cũng na ná vậy đó. Thì thường thường thật sự thì cũng rất khó phân biệt về trên lâm sàng, muốn làm thì phải làm đi xa mới phân biệt được. mà rất may là gì, điều trị hai con này nó giống nhau cho nên cũng không gì, nhưng mà cũng nên đưa vô chẩn đoán phân biệt ha. Đó. Rồi còn một dạng nữa đó là vết loét sinh dục. Nếu mà mình thấy bệnh nhân có một vết loét ở quy đầu hoặc là ở môi lớn đó, ở đường sinh dục á, thì chúng ta cần phải phân biệt do bệnh lây truyền qua đường tình dục, đó là cái sân giang mài, nhớ ha, sân giang mài. Và dĩ nhiên thường thường là cái này thì rất là dễ, bởi vì nếu bệnh nhân có sân giang mài, thường thường lâm sàng bệnh nhân ít khi nào sốt, giang mài là nó sốt nhẹ hoặc là nó không sốt, và cái yếu tố là gì, có quan hệ tình dục không an toàn đó. Và sân giang mài thì thường ở vị trí đó, và nó đặc điểm của vết loét thì cũng khá giống ha. Dĩ nhiên nếu mà nó đã bong bong cái mài đen ra rồi, chứ còn sân giang mai thì nó không có cái mài đen, nó là vết lõm rất là sạch đấy, rất là sạch đỏ, và không đau luôn, rất là giống. Nhưng mà lâm sàng thì nó không phù hợp, đó là gì, là thường thường là bệnh nhân không có sốt một cách dữ dội giống như sốt ho. Nhưng mà nếu có vết loét ở đường sinh dục thì nên có phân biệt với giang mai, và lúc đó mình sẽ làm gì, làm huyết thanh chẩn đoán giang mai để loại trừ, đơn giản thôi, thấy không, chứ đâu quá dễ. Nhưng mà mình nhớ điều tra dịch tễ bệnh nhân coi có quan hệ không an toàn gì hay không, có dễ mắc bệnh lây qua đường tình dục hay không, và nghi ngờ giang mai thì làm cái chẩn đoán để loại trừ giang mai. Vậy thì đây là những chẩn đoán phân biệt bạn có thể nên đưa ra để bạn loại trừ đối với bệnh sút mò. Và sau khi bạn loại trừ những bệnh này rồi, bệnh nhân quá giống sút mò thì bạn chẩn đoán là sút mò, bạn điều trị thử, thấy nha. Thì đó là cách để chúng ta chẩn đoán bệnh sút mò hiện tại trên lâm sàng. Nhớ ha. Rồi, đó là nói về chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt. Rồi, còn về điều trị, điều trị thì sao? Thì các bạn nhớ ha, hiện tại kháng sinh mà điều trị bệnh sút mò, thì kháng sinh đầu tiên, chọn lựa đầu tiên đó là doxycycline. Nhớ giùm anh. Chọn lựa đầu tiên là doxycycline. Rồi, có thể là chlorampinicol, nhưng mà cái thuốc chlorampinicol này thì hiện tại mà muốn tìm mua được nó thì cũng hơi bị khó, bởi vì nó cũng độc tính cao cho nên là tác dụng phụ do thuốc á, nên giờ ta mới sản xuất lắm, cho nên chlorampinicol bây giờ nó không có hàng, cho nên hiện tại chọn lựa đầu tiên là doxycycline nếu không có chống chỉ định, nhớ ha. Rồi liều của doxycycline là 100mg ngày uống 2 lần và điều trị vòng 7 đến 14 ngày, thường thường là 7 ngày là nó sẽ đáp ứng rồi. Còn nếu mà nó có gì thì mình có thể kéo dài tới 2 tuần nếu đáp ứng chậm. Chlorampinicol cũng vậy, thì mình cho liều là 500 x 4 lần một ngày đối với người lớn, còn con nít thì 50-75mg mặt ký một ngày, trẻ em uống hoặc là tiêm ha. Và thời gian điều trị cũng 7 đến 14 ngày đó, thì mình biết ha, đó là chọn lựa đầu tiên là doxycycline hoặc là chlorampinicol. Tuy nhiên chlorampinicol thì thuốc hiện tại rất là khó mua đó. Rồi điều trị thay thế thì điều trị thay thế thì người ta có ví dụ như tetracycline, nhưng mà cũng không được đánh giá cao. Cái nhóm này cũng có điều trị được, nhưng mà về kinh nghiệm lâm sàng thì thấy nó đáp ứng không có tốt. Hoặc là rifampicin thì cũng có thể thay thế được, nhưng mà cái thuốc mà có nghiên cứu đánh giá có thể điều trị thay thế tốt đó là azithromycin. Và cái thuốc này điều trị thay thế rất là tốt ở chỗ là cái gì, sử dụng cho phụ nữ có thai được. Nó không cho, thuốc này là đối với phụ nữ có thai thì nó không có chống chỉ định. Đó là azithromycin. Có thể sử dụng cho trẻ em được. Bởi vì doxycycline mà hạn chế cho trẻ em mới độc răng. Còn azithromycin là không có chống chỉ định cho trẻ em nè, không chống chỉ định cho phụ nữ có thai nè. Và thậm chí là gì, có những hợp men gan tăng quá cao á, gấp 5 đến 10 lần trở lên á, thì thường thường người ta cũng khuyến cáo là xài azithromycin để nó tránh độc gan hơn, ít độc gan hơn so với doxycycline, nhớ ha. Và khi nào chúng ta chọn azithromycin để điều trị thay thế, liều thì cũng tùy, cũng thay đổi ha. Liều đầu tiên có thể 500 đến 1000mg, rồi sau đó ngày hai thì chúng ta giảm còn 500, điều trị từ 3 đến 7 ngày, có thể kéo dài tới 7 ngày.
đó là azithromycin, nhớ ha. Còn nhóm ciprofloxacin hoặc là levofloxacin, nhóm quinolone ha, nhóm quinolone nha, hiệu quả rất kém, nhớ ha, không có xài quinolone để điều trị cho sốt mò, nghe không? Đó, coi chừng là các bạn nghe cái gì đó silin gì đó, coi chừng lộn, nghe không? Đó, mình phải biết là thuốc nào điều trị sốt mò được, thuốc nào không điều trị sốt mò, ha. Đó, và điều trị phải điều trị đúng như vậy thì nó mới đáp ứng. Còn bạn chịu không đúng thuốc, cho dù bạn xài kháng sinh có mạnh hơn đi nữa nó cũng không có ăn, nhớ ha. Bởi vì azithromycin với doxycycline là nó vô nội bào rất là tốt và chuyên trị với cái bệnh sốt mò này ha. Còn bạn xài những cái kháng sinh khác như là ví dụ như nếu mà nói mà kháng sinh mạnh mà đối với vi trùng là các bạn nói, thường là nhóm với cái gì carbapenem rồi đúng không, là vancomycin rồi đó, hồi xưa học dược á nghe mấy cái kháng sinh đó là thứ dữ không, nhưng mà xài mấy kháng sinh đó là gần như nó không ăn đối với sốt mò, nhớ ha. Cho nên có những trường hợp là điều trị kháng sinh rất là mạnh nhưng mà sốt mò thì vẫn còn sốt, phải điều trị đúng nha các bạn ha. Đó, nếu về điều trị thì nhấn mạnh điều này thôi. Rồi, điều trị nâng đỡ thì dĩ nhiên rồi, bù nước điện giải, cân bằng điện giải ha, dinh dưỡng tích cực, cái này nhân thôi, này thì dễ hiểu rồi. Đó là về phần điều trị ha, điều trị chỉ cần nói cái đó thôi. Rồi, bệnh diễn tiến nặng nhẹ là tùy vào cái địa phương ha, tùy thuộc vào cái chủng của cái con rickettsia. Đó là tiên lượng thì chúng ta thấy ha. Ví dụ như là bệnh nhân mà lớn tuổi nè, tỷ lệ tử vong cao 45-60% nếu chúng ta không có điều trị. Ở Nhật ha, ở Nhật một số nơi là tới 31,6%, ở Đài Loan 10% ha. Và nguyên nhân tử vong thường là do viêm cơ tim, viêm cơ tim trụy tim mà xuất huyết, viêm phổi siêu hấp ha, và có thể gặp viêm não màng não nữa, đó là những cái biến chứng có thể gặp. Đó là về tiên lượng, xong rồi tới phòng ngừa. Thì đối với bệnh sốt mò ha, thì chúng ta cần phải thứ nhất là xử lý ổ dịch thiên nhiên, đó là phát quang các khu vực quanh nhà ở, dọn sạch cỏ dại, diệt chuột và các loài gặm nhấm để không có môi trường cho cái con ấu trùng mò nó phát triển thì nó sẽ không lây bệnh cho mình, quá đơn giản. Rồi, bảo vệ cá nhân để tránh bị ấu trùng mò đốt bằng cách nào? Là khi các bạn đi vào rừng ha, đi du lịch ha, du lịch mà dạng du lịch mà đi đi du lịch mà leo núi rồi đó. Thì nhớ ha, tránh nghỉ ở những nơi có cây cối rậm rạp, có nhiều cỏ dại ha. Mặc quần áo thì kín ha, mang giày cao cổ. Rồi khi ngủ thì nhớ treo cái võng trên mặt đất khoảng 50cm trở lên. Bởi vì con ấu trùng mò nó búng từ mặt đất mà lên trên cao là khoảng nửa mét thôi. Trên cao trên đó thì nó sẽ búng không tới. Không nằm trên bãi cỏ ha, nhớ ha. Hoặc là phơi quần áo trên bãi cỏ, nó bám trên quần áo, sau mặc quần áo vô bị nó đốt. Hoặc là có thể sử dụng thuốc để mà xua đuổi côn trùng. Đó là cách chúng ta có thể bảo vệ cá nhân để tránh bị ấu trùng mò nó đốt. Thì đó chính là cách phòng ngừa ha. Rồi đây là tóm tắt ha, tóm tắt lại những cái vấn đề chính của bệnh sốt mò. Sốt mò thì tên của nó ha, tên của nó là Orion tsutsugamushi. Con trung gian truyền bệnh là con ấu trùng mò tên là Leptotrombidium. Đối tượng nguy cơ là những người làm liên quan tới bụi rậm. Dịch tễ là vùng nông thôn, rồi ở rất là rộng ha, cái tam giác ha, cái tam giác mà kéo từ Nhật Bản tới Nga tới Úc, nhớ ha. Rồi lâm sàng có sốt, 4 triệu chứng chính: sốt kéo dài, vết loét, nổi hạch, phát ban, nhớ ha, quá đơn giản. Còn về xét nghiệm mà chẩn đoán đặc hiệu thì có hai cái xét nghiệm được đánh giá cao, đó là phản ứng kháng miễn dịch hình quang gián tiếp, thứ hai là PCR, là hiện tại là được đánh giá cao nhất thôi, chứ còn chưa cũng không là ngon ha. Điều trị thì nhớ ba cái tên kháng sinh là doxycycline, azithromycin. Rồi phòng ngừa, xử lý ổ dịch, bảo vệ, tránh bị ấu trùng mò đốt. Đó là hết rồi đó, những cái kiến thức cần nhớ sau khi học 2 tiếng đồng hồ là như vậy thôi. Rồi, có gì hỏi không? Alo. Dạ, anh cho em hỏi là cái sốt của cái giai đoạn khởi phát với lại giai đoạn toàn phát là nó có khác nhau gì không? Là nó cũng là 39 độ, 40 độ rồi, sốt kéo dài. Nó không có giống như khởi phát với lại toàn phát. Khởi phát là nó, khởi phát được tính là trong 2-3 ngày đầu là nó chưa có đầy đủ triệu chứng thôi.
nó chỉ có sốt với mệt thôi, đó là nó sốt cao liền luôn. Rồi còn gì nữa? Dạ, vậy là cái giai đoạn tàn phát thì mấy cái triệu chứng mà nhiễm độc, nhiễm trùng gì là nó vẫn còn mà nó nặng hơn nữa. Đúng rồi, nó sẽ xuất hiện càng ngày càng rõ lên nữa, tại vì bệnh nhân chưa được dạ, xử dạ. trí mà, chưa được điều trị mà, cho nên triệu chứng nó càng ngày càng rõ lên và nó kéo dài. Đặc điểm của này là nó không có chích liền, thường thường biến chứng bắt đầu khoảng sau một tuần bắt đầu bệnh nhân có những cái biến chứng bắt đầu từ từ nó xuất hiện, nó không điều trị kịp thời á, là viêm phổi nè, rồi viêm cơ tim gì đó, viêm màng não rồi đó, từ từ nó xuất hiện nếu mình không điều trị. Mà có những ca nó hơi nó tự hết cũng có nữa nha. Nhiều khi tới 3 tuần 4 tuần cái nó tự giới hạn tự hết luôn cũng có nữa, tại vì hồi xưa không có kháng sinh á thì cứ chết có gần có hai mấy 30% chứ mấy. Cho nên là nhiều khi là không trị nó cũng hết nữa. Đó, bệnh này hồi xưa chưa có kháng sinh thì nó vẫn có thể tự giới hạn được. Rồi còn gì nữa không? Không có gì hỏi đúng không? Cái chỗ mà chẩn đoán phân biệt với lại nhiễm xoắn khuẩn lepto, anh nói lại giúp em được, tại lúc đó em nghe không rõ. Ok. Tại vì lepto á là cái đường lây của leptospira là cái con leptospira này nó cũng liên quan tới con chuột. Nó là gì? Nó cũng ký sinh trong con chuột, rồi con chuột nó thải nó ra bằng cách là nó tiểu ra nước tiểu của con chuột. Và con chuột nó tiểu thường thường ví dụ nó đi uống nước rồi nó tiểu ra thì cái nước tiểu con chuột nó sẽ hòa lẫn với cái nguồn nước, cái bụng nước, cái gì á, ví dụ bụng nước tù động vậy đó. Hoặc là nước trong con chuột nó sống trong cống, phải không? Thì nó trong cái nước cống đó nó đái ra mà. Đó, cho nên khi mà bệnh nhân á mà lội, thường thường cái người nào mà không mang ủng, không mang dép, thường là những người làm nông, những người làm vườn, những người ở vùng quê á, người ta đi làm, người ta ra ruộng mà người ta là sao, người ta mang giày mang dép được, cho nên người ta hay đi chân không, thế là người ta lội lội vô những cái bụng nước đó, mà những cái bụng nước đó thì có chứa con xoắn khuẩn lepto rồi, và cái chân người ta có thể nứt xước da đó, nó sẽ xuyên qua cái vết, những vết xước đó, nó vô trong trong máu nó vô. Đó là nó gây bệnh, nó nhiễm bệnh. Vậy thì những cái đối tượng nhiễm sốt mò với những đối tượng nhiễm lepto thì tình cờ nó có thể là mình không có phân biệt được cái yếu tố dịch tễ. Người ta khai tôi làm vườn, tôi làm ruộng. Đó, nó cũng liên quan vậy đó. Vậy thì cho nên về đặc điểm dịch tễ hai cái này nó có thể xem giống giống nhau. Chứ còn mặc dù nếu mà dịch rõ ràng là thường thường là những cái đối tượng mà nạo vét cống rãnh là đối tượng nguy cơ cao của lepto. Nhưng mà những người nông dân, những người mà đi chân không lội vô những cái bụng nước tù động thì vẫn có nguy cơ bị lepto. Đó là lý do chúng ta thấy dịch tễ của sốt mò với lepto nó giống giống nha. Cho nên ta cũng cần phân biệt ha. Đó. Rồi triệu chứng của lepto đôi khi nó còn có vậy nữa. Nó còn có đau cơ nữa. Đau cơ của lepto là đau cơ dữ dội luôn, mà sốt mò nãy mình cũng nói nó có chuyển đau cơ. Sốt rồi nhức mỏi cơ. Cho nên là đôi khi sẽ bị lầm lẫn. Còn hỏi gì nữa không? Không hỏi không? Vậy có cái này. Thì để mở lên. Tại vì mở nhỏ thì nó lại lòi đáp án mất tiêu rồi. Rảnh đọc chơi. Đọc được không? Có thấy đầu không? Alo, có còn bạn nào không nãy chứ? Coi lại coi còn đứa nào dạ ngồi. Cũng còn được 135 em. Rồi, nè mở to lên nè, một cái tình huống lâm sàng đọc chơi cho vui nè. Sao? Bệnh nhân nữ 30 tuổi Lâm Đồng làm rẫy nè. Sốt, bệnh sử 7 ngày là có sốt liên tục, nhức đầu, đau cơ, toàn thân nè, tiêu tiểu bình thường nè. Rồi. Sau đó ngày 8 đến ngày 14 thì bệnh nhân còn sốt nên khám ở Lâm Đồng, chẩn đoán nhiễm trùng huyết, điều trị xếp tri 5 ngày không đỡ nên chuyển nhiệt đới nè. Tiền căn là không tiểu đường, không tăng huyết áp, đang mang thai 20 tuần, gia đình không ai bị sốt. Khám tỉnh đờ, niêm hồng, sinh hiệu, mạch 90, huyết áp 12/7, nhiệt độ 39, nhịp 22. Tim đều, phổi không rang, bụng mềm, gan lách không sờ chạm, cổ gượng. Khớp không sưng, không đau cơ toàn thân. Rồi, lưỡi dơ, hạch ngoại vi không sờ chạm. Rồi, chẩn đoán bệnh gì?
Vậy câu hỏi nha, câu hỏi nha, câu hỏi nha. Rồi, chết rồi. Để lít vô. Tại lít vô nó lòi đáp án. Rồi. Chứ trong ABCD cái nào phù hợp? Ủa, thấy đó lén luôn rồi anh. Ờ thì bởi tào lao, bởi vậy cái anh không có mở to lên được, chán dễ sợ. Vậy thôi đọc đáp án rồi, rồi tự nghiệm nha. Ừ, chán dễ sợ. Ở vậy vậy không có mở full hết. À, nói chung là có một cái tình huống lâm sàng, từ từ nghiên cứu. Có gì không hiểu thì đi lâm sàng hỏi anh. Chứ giờ vô mình nói gì nữa trời đó. Vậy ha. Giờ thôi rảnh đọc đi. Vậy có gì hỏi không? Dạ thầy ơi, Không hỏi thôi nghỉ. trong khung chat có bạn hỏi á thầy. Đâu đâu đâu. À rồi rồi, thật sự á hiện giờ cái biến chứng mà viêm màng não của sốt ngò vẫn là người ta đang nghi ngờ, lý luận á là phần nhiều là do phản miễn dịch. À, cũng chưa có chứng minh là trong dịch não tủy có cái con Orion Tsutsugamushi nữa, mình chưa có chạy PISA được dịch não tủy mà có cái con đó trong đó nữa. À, cho nên thường người ta nghĩ đó là một phản ứng viêm do miễn dịch. À, do miễn dịch nó gây ra, cho nên là nó không có tăng bạch cầu neutrophil đó, ghi nhận như vậy thì đó là một cái. Bởi vậy em nói là sinh lý bệnh của sốt ngò nó còn còn chưa có rõ ràng là vậy nữa ha. À, cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn. Ừ. Ok bạn Hải Hải Yến đúng không? Ừ. Đó là phản ứng đáp ứng, giả thuyết đưa ra là đáp ứng miễn dịch, nghĩa là phản ứng miễn dịch đối với bệnh á. Ừ. Chứ không phải là do nó con ấu trùng mò nó gây ra một cái phản ứng viêm á, giống như là mình nói là có tế bào tiêu diệt tự nhiên nè, đáp ứng viêm đáp ứng miễn dịch nó gây ra thì nó gây ra trong thần kinh vậy thôi, chứ mình cũng chưa dám nói là bản thân nó tấn công vô ngay tổn thương cái não hoặc cái màng não nữa, mình chưa có bằng chứng mà chứng minh một cách rõ ràng cái chuyện đó. Nghe không? Rồi. Hiểu không Yến ơi? Rồi. Giống như sốt xuất huyết vậy đó. Sốt xuất huyết nó cũng có hai dạng bệnh cảnh. Thứ nhất là do miễn dịch, là hậu sốt xuất huyết. Ví dụ như bệnh nhân bị sốt huyết, sau đó ngày thứ sáu của bệnh, tự nhiên bệnh nhân xuất hiện rối loạn chi giác. Thì đó là người ta quy do nguyên nhân miễn dịch gây ra. Còn nếu mà sốt xuất huyết mà từ ngày 2 ngày 3 tự nhiên mình nó rành chi giác là do con siêu nó vô nó tấn công trực tiếp vô não. Và sau đó mình phải xét nghiệm lại gì? Dịch não tủy mình PCR ra con siêu vi đen. Thì nó có con siêu vi đen trong dịch não tủy nè, đó là thằng gây ra viêm viêm não nè. Đó. Thì đó là hai giả thuyết đưa ra đối với sốt huyết đen mà có rành chi giác, là một là bản thân siêu vi tấn công vô làm viêm não, hai là do miễn dịch gây ra làm tổn thương não. Đó, nôm na như vậy đó. Rồi, còn gì nữa không? Phân biệt chứ. Nếu mà bệnh nhân mà có dấu màng não phải phân biệt với lao chứ. Lao màng não đúng không? Ý bằng nói mụn cảnh số kéo dài mà có cổ gượng vậy không phân biệt với lao màng não, không biệt chứ gì. Nhưng mà dịch não tủy của lao màng não thì ngoài cái lympho thì nó lại có cái khác nữa. Protein, đường, đạm, lactate. Thấy không? Ừ. Là cái sổ tay lâm sàng coi coi cái bảng phân biệt là siêu vi nè, mũ nè, lao nè, nấm nè, tăng eosinophil nè, để mình biết là dịch não tủy sao để nghĩ tới cái nào, thấy không? Rồi. Rồi, có gì hỏi nữa không? Bạn Văn Khoa hỏi đó, anh trả lời vậy hiểu không Khoa? Khoa Văn hay Văn Khoa gì đó, Nguyễn Văn Khoa Văn. Rồi, có hỏi gì không? Hỏi gì hỏi nữa?
còn không thì nghỉ. Bà đã gửi luôn rồi, còn không đi lên sàn hỏi tiếp. Vậy thôi chào các bạn nha. Rồi bye bye các bạn. Dạ em chào anh.